Để tiếp nối chương trình, Bích Ngọc xin giới thiệu một bản hoạt cảnh của người lính trận và anh không chết đâu anh. Và Bích Ngọc xin kính thưa quý vị rằng chúng ta không nói sao cho hết được những chiến công hiển hách, những nét kiêu hùng mà người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đem máu xương hạnh phúc và ngay cả những phần thân thể của chính mình để tô điểm cho pho quân sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa thêm sáng ngời. Rồi ngày 30 tháng 4, 1975, Tổ quốc quấn khăn ta. Dù súng không còn nổ, bom đạn không còn rơi, máu của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã vẫn tuôn chảy trong các trại tù cải tạo khổ say khắc nghiệt. Nay nhìn sự khốn cùng, khổ cực của các anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà, không ai trong chúng ta ngăn được dòng nước mắt. Trong lòng muôn người biết thương đời lính, anh không chết đâu anh, vì khí hùng của các anh dẫn muôn đời bất tử. Thưa quý vị, để tiếp nối với Anh Không Chết Đâu Anh, do người nhạc sĩ yêu lính Trần Thiện Thanh sáng tác, bác sĩ Nguyễn Văn Dạ, cựu học sinh Phan Chu Trinh, niên khóa 67-74 và cũng là sinh viên sĩ quan Đà Lạt, khóa cuối cùng đã cảm tác bài thơ Người Lính Trận để nói lên nỗi đau khổ của người lính và sự hy sinh cao cả của người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Thưởng thức hoạt cảnh Người Lính Trận Anh Không Chết Đâu Anh do các anh chị em trong hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện. Hoạt cảnh Người Lính Trận và Anh Không Chết Đâu Anh bắt đầu, một tràng pháo tay cho ban văn nghệ của Quảng Nam Đà Nẵng chúng tôi quý vị. Thank you.
cũng sống trong trái tim của những người yêu Việt Nam chúng ta, yêu một nước Việt Nam.